Bà Nguyễn Phương Hằng đúng là kỳ lạ, một con người không sợ người, không sợ trời, không sợ đất và không sợ cả tù tội. Hôm nay 6 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã làm bùng nổ dư luận tại Đài Nam và bùng nổ dư luận trên mạng xã hội về những phát biểu cực sốc của bà, thưa các anh chị. Như các anh chị đã biết, hôm 29 tháng 9 tại Đài Nam, bà Nguyễn Phương Hằng đã tiếp xúc với những người hâm mộ mình và trải lòng, trả lời những thắc mắc của mọi người về cuộc đời của bà, đồng thời nêu bà sẽ dành tặng toàn bộ tiền bán viên kim cương nếu ai mua 1.000 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc, cá nhân bà đóng góp 10 tỷ đồng và bà hát cho mọi người nghe những bài nhạc bà sáng tác lời dựa trên nền nhạc bolero có sẵn, đó là bài T30 và tôi, rồi mưa An Phước, dân 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 và dân dân. Mạng xã hội lại tiếp tục bùng nổ vì những phát biểu cực sốc của bà, đồng thời chủ yếu là bàn về việc bài hát T30 có vi phạm bản quyền hay không, có đem lại rắc rối gì cho bà hay không, khi những lời lẽ đầy bi thương như vậy bà mang hơi hướng không bằng lòng với việc mình bị bắt và xét xử. Và viên kim cương 1.000 tỷ đồng có thật hay không? Ngay sau đó thì Báo Công Thương đã có một loạt bài nhằm vào bà Nguyễn Phương Hằng, cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã phát biểu loạn truyền, phát biểu không đúng về các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đồng thời, bài thứ hai là một bài cũng tấn công vào cả những fanpage lớn đã lên tiếng ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Dư luận xã hội, những người anti Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng tiêu rồi, thế nào cũng bị bắt trở lại. Sau đó thì bà Nguyễn Phương Hằng và công ty Đại Nam có một thông báo rằng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ ngưng các chương trình gặp giao lưu, gặp khán giả tại khu du lịch giải trí Đại Nam như dự kiến vào các ngày 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, và đồng thời cũng không miễn vé vào cửa như chương trình nữa. Đồng thời bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà sẽ không bao giờ live stream hoặc lập kênh mạng xã hội gì cả, tất cả vì lý do sức khỏe, bà đã mệt mỏi rồi và phải dành toàn thời gian cho gia đình cũng như là để chữa lành cho mình. Còn hôm nay 6 tháng 10, tập đoàn công ty Đại Nam có chương trình kiểm tra các hạng mục ở Đại Nam do ông Quỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trưởng đoàn. Trong lúc đi kiểm tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã được vây quanh bởi những người hâm mộ, của mình. Và bà bày tỏ tình cảm, giao lưu thân thiết, chụp hình selfie với rất nhiều người, và bà có những cử chỉ rất là trẻ con, giống như cầm hai cọng cỏ đùa với những con tê giác. Sau đó thì bà cũng thỏ lòng mong bước mọi người bằng cách đưa ra giấy giám định viên kim cương 1.000 tỷ, và đúng là nó là như vậy. Sau đó thì bà hát những bài nhạc tù đặc sệt, tù chứ không phải là nhạc giới, nhưng đặc sệt mùi tù để tặng những người hâm mộ của mình. Và trong lúc cảm xúc dâng trào, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà cảm ơn trại tạm giam Bố Lá, tức là tạm giam công an thành phố Hồ Chí Minh, trại Trung chuyển, đã đối xử tử tế và đúng pháp luật với bà. Rồi đồng thời bà cũng lên tiếng ai oán, trách móc một trại giam khác. Trại giam này đối xử với bà thì bình thường nhưng mang tính cô lập bà. Bất cứ ai thăm hỏi, động viên hoặc xem bà là idol thì đều bị ăn hai tờ kiểm điểm nguyên nhân của bà như thế. Và phạm nhân ở đây không hiểu gì lý do gì đã gọi giám thị vợ của ông này, một quản giáo, là quan thượng và quan hậu, một lời ai oán nhưng cũng mang tính tố cáo rất khủng khiếp. Không biết Bộ Công an và Cục Quản lý Trại giam giam giữ và cải tạo sẽ xem xét đôi lời này của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Chúng tôi rất mong hãy xác thực tính chính xác của nó, nếu không đúng trả lại danh dự cho giám thị và trại giam nêu trên, còn nếu đúng thì cũng phải xem xét và hành xử đúng pháp luật, thưa anh chị. Không ngờ hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục có những phát ngôn làm bùng nổ dư luận như thế. Người ta cứ tưởng rằng sau khi bị Báo Công Thương tấn công như thế, bà phải rút lui.
và quả thật là rút lui và hủy các cuộc gặp, ba cuộc gặp 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10. Đồng thời cũng không áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa ở Đại Nam đối với các ngày nêu trên nữa. Bà cũng hứa là sẽ không bao giờ lại tiêm nữa. Chứ bất ngờ Bác Công Thương lại gỡ hai bài đó. Gỡ hai bài đó không biết lý do gì và cũng không thông báo lý do đến độc giả. Thưa các chị, bà Nguyễn Phương Hằng là một con người rất đặc biệt, rất đặc biệt, càng ngày càng đặc biệt. Và có vẻ như bà không sợ gì cả, thưa các chị, không sợ gì cả, không sợ người, không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả tù tội. Do đó, có lẽ chúng ta đừng hay bàn tán bà phải nên làm gì và sẽ làm gì. Vì con người này có vẻ như bất chấp tất cả, bất chấp tất cả, chỉ cần tình cảm của đám đông với bà là được rồi. Rất mong các chị để lại ý kiến về một con người nó quá đổi đặc biệt này, về mặt tâm lý thì như thế nào, dân dân và dân dân. Xin các anh chị, đặc biệt là những người am hiểu về tâm lý và con người, có ý kiến chỉ bảo chúng tôi về vấn đề này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.